Xin chào các khán giả thân yêu của lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, nhắc tới tướng lĩnh của Tào Ngụy, có thể kể đến không ít danh tướng như Hứa Chử, Điền Vi, Bằng Đức với bản lĩnh của một người đấu trăm người. Thế nhưng nếu căn cứ vào ghi chép sử liệu và xem lại chiến dịch kinh điển của các danh tướng, các bạn sẽ phát hiện ra có một vị tướng còn lợi hại hơn hết thảy những vị kể trên. Danh tướng này không chỉ được mệnh danh là Bách Chiến Bách Thắng, mà còn từng suýt chút nữa đã có thể lấy mạng Tôn Chủ, Đông Ngô, Tôn Quyền. Quả thực đúng là danh bất hư truyền. Vậy danh tính võ tướng bất khả chiến bại đó là ai? Ông ta đã đánh bại Tôn Quyền, khiến vị quân chủ này nhục nhã và căm hận như thế nào? Các bạn hãy cùng lịch sử Trung Quốc đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Theo các sử gia tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, chỉ tập trung khắc họa, đề cao hình tượng anh hùng của các danh tướng nhà thuộc Hán, mà bỏ qua những chiến công của đại tướng Tào Ngụy, Trương Liêu. Sử sách Trung Quốc chép lại, xét trên phương diện mưu lực, thống lĩnh đại quân trên chiến trường thì khó có danh tướng dưới trướng Tào Tháo nào vượt qua được Trương Liêu. Cuốn Tam Quốc Chí của Trần Thọ xếp Trương Liêu vào danh sách ngũ tử lương tướng của Tào Ngụy, cùng với Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trương Cáp và Tư Hoàng. Danh tướng Bách Chiến Bách Thắng, sự nghiệp của Trương Liêu thời trẻ khá lận đận. Ông giữ chức quan nhỏ trong thời gian ngắn, sau đó được Thứ sử Tinh Châu là Đình Nguyên mời về phụng sự. Năm 189, Trương Liêu nhận lệnh vào kinh gặp Hà Tiến, tướng lĩnh nhà Đông Hán. Hà Tiến cử Trương Liêu đi Hà Bắc, chiêu mộ quân sĩ. Khi trở về Lạc Dương với 1.000 quân, thì Hà Tiến đã bị hoạn quan Trương Nhượng sát hại. Thủ hạ của Hà Tiến là Viên Thiệu, đem quân vào Hoàng Cung báo thù. Giết được một số hoạn quan, lợi dụng tình hình rối loạn, Đổng Trác áp đảo Viên Thiệu và trở thành người thao túng triều chính. Trương Liêu khi đó đi theo Đổng Trác. Năm 192, Đổng Trác bị Lữ Bố giết, Trương Liêu lại theo Lữ Bố, làm chức kỵ đô úy. 6 năm sau, Tào Tháo giết Lữ Bố, còn Trương Liêu cuối cùng cũng hàng Tào. Nhận ra Trương Liêu là người có tài nên Tào Tháo nhất quyết thu nhận, phong làm trung lang tướng. Cuộc đời Trương Liêu gắn liền với những cuộc chiến dài dằng. Trương Liêu cùng Tào Tháo Nam Chinh Bắc Chiến, tham gia thảo phạt Viên Thiệu, bình định Hà Bắc, chiếm Kinh Châu. Nhờ lập nhiều công trạng mà ông trở thành danh tướng nổi bật nhất của Tào Tháo. Tào Tháo diệt Viên Thiệu, sau đó dẫn Trương Liêu theo tới Lê Dương chinh phạt liên quân Viên Đàm, Viên Thượng. Nhờ chiến thắng này mà Trương Liêu được Tào Tháo thăng làm trung kiên tướng quân. Trương Liêu theo Tào Tháo trong mọi cuộc chiến, từ chiến dịch tấn công Âm An đến đánh Nghiệp Thành, hạ Triệu Quốc, Thường Sơn. Khi Trương Liêu trở về Nghiệp Thành, Tào Tháo đích thân nghênh đón và cho ngồi chung xe. Trương Liêu được phong làm Đãng Khấu tướng quân. Chiến công của Trương Liêu ngày càng dày thêm nhờ chiến thắng trước Lưu Bị ở Kinh Châu, bình định các huyện Giang Hạ. Ông được sắc phong Đô Đình Hầu. Ngoài năng lực đã được chứng minh trên chiến trường, Trương Liêu còn được người đời sau đánh giá là chiến lược gia tài năng. Năm 215, khi Tào Tháo muốn đích thân dẫn đại quân Bắc phạt, Trương Liêu đã thẳng thắn can gián. Hứa Xương là nơi đô hội trong thiên hạ. Thiên tử Hán Hiến Đế đã hùng cứ Hứa Xương, nay thừa tướng nghìn dặm Bắc phạt. Nếu Lưu Biểu phái Lưu Bị đánh lén thì tình thế rất nguy hiểm. Không nằm ngoài dự đoán, Lưu Bị hiến kế để Lưu Biểu tấn công Hứa Đô, nhưng Lưu Biểu không dám. Điều này đã thể hiện tầm nhìn xa của Trương Liêu. Sử gia Trung Quốc về sau nhìn nhận, Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung tập trung phác họa tướng lĩnh thuộc Hán, đặc biệt là ba huynh đệ Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, nên khiến cho các danh tướng Tào Ngụy hay Đông Ngô trở nên mờ nhạt. Trên thực tế, trong hàng chục năm thống lĩnh đại quân chinh chiến, Trương Liêu gần như chưa từng bại trận, công thủ song toàn. Thành tích này, dù là đại tướng nhà thuộc Hán hay Đông Ngô cũng không làm được. Người khiến Tôn Quyền ôm hận, trận đánh kinh điển tô đậm thêm hình tượng Trương Liêu chính là cuộc đụng độ với Tôn Quyền trong trận Hợp Vì. Năm 208, sau khi đại bại ở Xích Bích, Tào Tháo phái Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến đóng quân ở Hợp Vì. 7 năm sau, Tôn Quyền thống lĩnh tới 100.000 quân tấn công Hợp Vì. Lực lượng Tào Ngụy cố thủ khi đó chỉ có 7.000 người. Tào Tháo khi đó đang chiến đấu ở Hán Trung, không thể chi viện cho Hợp Vì. Trong tình thế nguy cấp như vậy, Trương Liêu vẫn bình tĩnh. Nếu ngồi đợi viện binh của Tào Công đến nơi thì quân ta đã bị Đông Ngô tiêu diệt. Chỉ có cách duy nhất là chủ động tấn công trước. Làm vậy có thể tiêu hao sĩ khí Đông Ngô, làm yên lòng quân mới thủ được thành. Sử sách Trung Quốc chép lại, ngay trong đêm đó, Trương Liêu dẫn 800 quân tinh nhuệ đột kích doanh trại Tôn Quyền. Trương Liêu mặc giáp, tiên phong dẫn quân, giết hàng chục kẻ địch, chảm hai tướng. Bị tập kích bất ngờ, quân Đông Ngô rối loạn,
Tôn Quyền không kịp trở tay. Sau khi xốc lại lực lượng, thấy Tào Ngụy có ít người nên mới ra lệnh phản kích. Trương Liêu thậm chí còn phá vòng vây Đông Ngô, giải cứu quân sĩ của mình, rồi vừa đánh vừa lui quân. Quân Đông Ngô tuy đông, nhưng trước sức chiến đấu của Trương Liêu thì không ai dám cản bước. Sau trận tập kích bất ngờ này, Tôn Quyền đã mất đi sự tự tin vốn có, còn quân sĩ ai nấy đều hoang mang. Tôn Quyền vây hãm Hợp Phi 10 ngày, không có kết quả, đành phải rút lui. Chưa dừng lại ở đó, biết được tin Tôn Quyền cùng các tướng lui về đến Tiêu Giao Tân Bắc. Lực lượng chủ lực Đông Ngô đã rút về từ trước, Trương Liêu lập tức dẫn kỵ binh nghênh chiến. Hai tướng Cam Ninh cùng Lữ Mông vất vả chống đỡ với Trương Liêu. Trong tình thế Tôn Quyền đối mặt với giữa sự sống và cái chết, tướng Đông Ngô là Lăng Thống dẫn theo 300 quân phá vòng vây Tào Ngụy. Toàn bộ những người này đều chết trận, bản thân Lăng Thống bị thương nặng. Ông chỉ rút lui khi biết Tôn Quyền đã an toàn. Một thời gian ngắn sau đó, Lăng Thống qua đời, bị bệnh tật ở tuổi 28. Thất bại cay đắng ở Hợp Phi, tổn thất binh sĩ, tướng giỏi là những ký ức đau đớn mà Tôn Quyền suốt đời không quên. Bảo vệ thành công Hợp Phi là chiến công nổi bật nhất của Trương Liêu mà Tào Tháo không ngớt lời ca ngợi. Sau này, khi đến Hợp Phi, Tào Tháo luôn nhắc lại trận chiến kinh điển của Trương Liêu. Sau khi Tào Tháo mất năm 220, Trương Liêu vẫn được Tào Phi trọng dụng. Ông nhiều lần thống lĩnh đại quân giao chiến với Đông Ngô. Năm 221, Tôn Quyền xua quân đánh Ngụy, biết tin Trương Liêu vẫn ra trận thì tỏ ra sợ hãi nói: "Trương Liêu tuy có bệnh nhưng vẫn dũng mãnh không thể cự được, nhất định phải cẩn thận." Khác với Tam Quốc Diễn Nghĩa phác họa, Trương Liêu thực tế qua đời năm 222 vì bệnh tật, ở tuổi 54. 3 năm sau, Tào Phi truy niệm chiến tích của ông ở Hợp Phi, Hại Chiếu Thư. Chiến dịch Hợp Phi, Trương Liêu và Lý Điển chỉ dùng 800 bộ binh mà đánh bại 10 vạn quân địch. Tự cổ dùng binh chưa có ai được như thế. Kẻ địch đến nay vẫn khiếp sợ. Hai tướng Trương, Lý quả là nanh vuốt của triều đình. Các bạn thân mến, ngoài võ tướng Trương Liêu bách chiến bách thắng khiến Tôn Quyền phải chạy thục mạng căm hận đến suốt đời, thì trong quân đội hùng mạnh của Tào Ngụy còn có một vị tướng tài giỏi và oai phong nhất tập đoàn chính trị này. Có thể nói, đứng trước mặt các ông, các vị tướng khác chỉ có thể là hậu bối, phải sợ ông một phép. Vậy đó là vị tướng nào? Ông ta đã lập được những công lao nào cho Tào Ngụy mà được các võ tướng khác kính nể như vậy? Các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, Hứa Trừ và Điền Vi đều là thuộc hạ trung thành nhất của Tào Tháo, nhưng Hạ Hầu Đôn thậm chí còn thân cận hơn. Ông được xếp vào hàng nguyên lão trong đội quân Tào Tháo, là phụ tá đắc lực kề vai sát cánh từ những ngày đầu Tào Tháo phấn đấu gây dựng sự nghiệp, được Tào Tháo tin yêu. Có thể nói, Tào Tháo có được thế lực như vậy phần lớn nhờ vào Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn được xếp vào hàng nguyên lão trong đội quân Tào Tháo, là phụ tá đắc lực kề vai sát cánh từ những ngày đầu Tào Tháo phấn đấu gây dựng sự nghiệp, được Tào Tháo tin yêu. Địa vị và năng lực của Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy, là một cánh tay đắc lực của Tào Tháo từ những ngày đầu khởi nghĩa. Ông là anh họ của Hạ Hầu Uyên và cũng là một trong những tướng trung thành với Tào Tháo, góp công trong những trận đánh với Lưu Bị, Tôn Quyền, Lã Bố. Không những trung thành, Hạ Hầu Đôn còn vô cùng dũng mãnh, giỏi giang và được đánh giá là đại tướng hàng đầu trong đội quân Tào Ngụy. Xét về địa vị lại càng đứng hàng đầu trong tất cả các võ tướng. Không chỉ có địa vị cao, nhiều võ tướng vang danh thiên hạ bấy giờ cũng từng là thuộc hạ, phục vụ dưới quyền của Hạ Hầu Đôn. Khi xưa, Tào Tháo có thể thu nạp được Điển Vi cũng chính nhờ vào công lao của Hạ Hầu Đôn. Hôm đó, Hạ Hầu Đôn đang săn bắt đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Một tráng sĩ đuổi theo con hổ to lớn khiến nó phải chạy thục mạng. Nếu đây là một loài động vật khác thì không có gì phải bàn thêm. Nhưng con vật mà tráng sĩ đuổi theo lại là một con mãnh thú có thể đoạt mạng người một cách dễ dàng. Cho dù là Hạ Hầu Đôn cũng không dám chắc có thể làm được việc này. Hạ Hầu Đôn kính trọng, khâm phục vị tráng sĩ này nên đã hết lòng khuyên nhủ tráng sĩ gia nhập đoàn quân. Sau này vị tráng sĩ có tên Điển Vi đã trở thành người lập nhiều công lao hiển hách cho Tào Ngụy. Sau đó, Điển Vi nằm trong hàng ngũ quân Tào đã đánh nhau với Hứa Trừ. Hai người giao chiến tạo nên một trận kinh thiên động địa, bất phân thắng bại. Tào Tháo thấy vậy lập tức thu nạp về dưới trướng, sợ sẽ đánh mất nhân tài. Hứa Trừ và Điển Vi ban đầu đều là thuộc hạ của Hạ Hầu Đôn. Đương nhiên, chức quan cao thấp không phải là tiêu chuẩn phán đoán thực lực yếu mạnh, cũng không thể chứng minh Hạ Hầu Đôn giỏi hơn hai người kia. Nhưng từ những trận chiến giữa họ với Quan Vũ, chúng ta có thể nhìn nhận được khả năng của từng người ra sao. Về phần Hứa Trừ, mặc dù từng đánh trận với Quan Vũ, nhưng lúc đó có Tử Hoàng cùng vây đánh. Ấy vậy, vẫn bị Vũ Thánh đánh cho tơi bời. Bàn về Hạ Hầu Đôn, ông từng giao đấu với Quan Vũ 3 lần, đều không phân thắng bại.
Nhưng cho dù Hạ Hầu Đôn không đánh thắng được Quan Vũ, cũng hoàn toàn không để thua. Bấy giờ, Hạ Hầu Đôn bị bắn hỏng một bên mắt do bị tập kích, nhưng vẫn không hề nao núng trước Quan Vũ. Chỉ vậy thôi cũng có thể nhận ra Hạ Hầu Đôn mạnh hơn Hứa Chử. Bàng Đức cũng là một vị tướng từng chiến đấu và không hề để thua Quan Vũ. Nhưng tình hình khi đó khác hẳn với Hạ Hầu Đôn, bởi trong trận chiến với Bàng Đức, Quan Vũ tuổi đã cao, cho dù ông từng mạnh mẽ ra sao cũng không thể thay đổi được sự thật về tuổi tác và thể chất đã suy yếu. Nhìn xuyên suốt 3 trận giao đấu giữa Hạ Hầu Đôn và Quan Vũ đều ở trong độ tuổi tráng kiện, là giai đoạn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp, tả xung hữu đột khắp các chiến trường. Như vậy thật dễ hiểu, Bàng Đức ngang tài ngang sức với Quan Vũ khi ông tuổi đã cao và thể lực đi xuống. Trong khi đó, Hạ Hầu Đôn có thể sánh vai với Quan Vũ khi đang trong thời kỳ đỉnh cao. Vì lẽ đó, có thể kết luận Hạ Hầu Đôn mạnh hơn Bàng Đức. Về phần Trương Liêu, khả năng của ông không nằm trong phương diện xuất quân đánh trận mà thể hiện ở năng lực chỉ huy. Tất nhiên so với Hạ Hầu Đôn, ông không phải là đối thủ. Năng lực bất phàm nhưng lại ít khi thắng trận khi xuất chinh. Hạ Hầu Đôn là một người tính tình chính trực nhưng nóng nảy, tử tế, trung thành với bạn bè và gia đình nhưng không khoan nhượng đối với kẻ thù. Ông được coi là hữu tướng quân của Tào Tháo, được phép đi chung xe ngựa là một vinh dự mà ngay cả cận vệ của Tào Tháo là Điển Vi và Hứa Chử cũng không có. Tuy vậy, trên chiến trường, sự nóng nảy của ông thường khiến ông phải nếm mùi thất bại. Tuy có sức mạnh hơn người, nhưng Hạ Hầu Đôn rất ít khi thắng trận. Nguyên nhân chủ yếu là do ông nôn nóng mà rơi vào cái bẫy của đối thủ. Lần thất bại không thể không nhắc đến trong cuộc đời của Hạ Hầu Đôn, ấy là lần ông bị đánh cho mất một mắt. Năm 198, Tào Tháo phái Hạ Hầu Đôn đem binh tấn công Cao Thuận. Trong trận này, ông đã bị đánh bại, còn bị đánh cho mù một mắt, trở thành độc nhãn long. Tiếp sau đó, sau biến cố tạo phản của Lưu Bị năm 199, Tào Tháo một lần nữa để Hạ Hầu Đôn ra trận. Kết quả bị Lưu Bị đánh cho tháo chạy tan tác, suýt chút nữa bị bắt làm tù binh. Từ đó về sau, Tào Tháo không còn để Hạ Hầu Đôn một mình dẫn binh nữa. Các bạn thân mến, trên đây là hai võ tướng của Tào Ngụy, không chỉ uy dũng hơn người mà còn lập được nhiều công lao cho tập đoàn chính trị này, luôn được Tào Tháo hết lòng tin tưởng. Các bạn nghĩ sao về những võ tướng này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!